Sau khi hoàn thành tốt đẹp việc tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm vừa qua thì sắp tới đây Việt Nam sẽ tiếp tục đón một nhân vật chính trị khác được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đó là bà Aung San Suu Kyi, người đứng đầu của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của Myanmar. Vào hai ngày 25 và 26 tháng 5 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Myanmar nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai bộ ngoại giao trong bối cảnh Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD lên cầm quyền và thành lập chính phủ mới tại Myanmar hồi tháng 4. dịp này Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã có cuộc hội kiến với bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar, bà đồng thời cũng là lãnh đạo của Đảng NLD. Ông cũng đã chuyển đến bà Aung San Suu Kyi thư của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mời bà sớm thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 9, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi đã cảm ơn lời mời và hứa sẽ thu xếp vào thời gian phù hợp.